là một chiếc xe trong phân khúc xe thể thao đa dụng SUV hạng sang. Các phiên bản khác nhau của mẫu KN thỏa mãn hầu như mọi mong muốn từ sự ổn định và tiện nghi thoải mái của một chiếc xe gia đình cho đến hiệu suất ấn tượng với cảm giác lái tuyệt hảo trên mọi cung đường thử thách. Tuy chỉ là một bản nâng cấp facelift, nhưng các kỹ sư thiết kế của Porsche đã khắc họa cho KN một ngoại hình mới sắc nét hơn với những đường gân chi tiết và góc cạnh tạo hiệu ứng nổi. Cụm đèn pha bi xenon đặc trưng kết hợp với đèn chiếu sáng ban ngày công nghệ LED với nguyên tắc 4 điểm điển hình của Porsche. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu xe KN 2015 được Porsche Việt Nam phân phối. Cũng như những mẫu Porsche đã trải nghiệm trước đây, chiếc KN cũng được Porsche trang bị thêm khá nhiều tùy chọn chính hãng, giúp chiếc xe nhìn khá ngầu. Trang bị ngoại thất đầu tiên khiến chiếc KN trở nên bắt mắt có lẽ là bộ mâm xe thể thao 21 inch kiểu 911 Turbo Design với nắp trụ mâm có logo Porsche. Đây là tùy chọn thêm vì mẫu KN này chỉ được trang bị mâm 18 inch. Và bộ mâm thể thao này cũng sẽ khiến người sở hữu nó chi rất khá tiền. Ngoài ra, một chi tiết được trang bị thêm cũng khá ấn tượng về hiệu quả cũng như kinh phí, đó là hệ thống đèn chiếu sáng LED cua theo góc lái. Trang bị này cũng khiến chủ nhân của nó phải chi thêm gần 150 triệu đồng, chính xác là 143 triệu, và đây là giá chưa bao gồm VAT. Với kích thước tổng thể 4855x1939x1705, tương ứng với dài, rộng và cao. Tuy nhiên, theo cảm quan, mẫu KN có vẻ nhỏ hơn kích thước được công bố, có lẽ đó là do những đường vuốt và cắt của mẫu xe này. Chiếc KN chúng tôi trải nghiệm có màu trắng và được trang bị nội thất với hai tông màu đen và be vàng. Cách phối màu nội thất cùng những trang bị trên mẫu KN đã tôn thêm vẻ sang trọng cho chiếc xe. Những trang bị bên trong của mẫu KN còn chinh phục được chúng tôi là sự tiện nghi. Những trang bị này khiến người ngồi trong xe khá thoải mái, mọi vị trí đều như đang tận hưởng chuyến hành trình. Hàng ghế trước được trang bị ghế chỉnh điện 8 hướng. KN được trang bị điều hòa với 4 vùng độc lập. Ngoài việc trang bị cửa gió sau, Porsche còn đưa thêm cửa gió lên trụ B của hàng sau. Mẫu KN này còn được trang bị màn che nắng cửa sổ sau điều chỉnh điện và cửa sổ trời toàn cảnh panorama roof. Sau nhiều lần cầm lái những mẫu Porsche, tôi không còn ngỡ ngàng trong việc điều chỉnh các chức năng trên mẫu KN. Tuy nhiên, sự bỡ ngỡ lại đến từ một chức năng mới và khá nhỏ. Đó là chức năng dừng động cơ tạm thời trên mẫu KN mới. Chức năng này được trang bị cùng hộp số tự động 8 cấp Tiptronic S. Chức năng này giống như việc bạn điều khiển một mẫu xe máy Honda mới được trang bị hệ thống Idling Stop. Giá phanh cho xe dừng thì động cơ xe tắt tạm thời và chỉ cần hơi nhích nhẹ chân ga là chiếc KN lại nhẹ nhàng lăn bánh. Với động cơ V6 3,6 lít cho công suất 300 mã lực, chiếc xe chẳng gặp mấy vấn đề khi vận hành trong phố hay di chuyển trên đường cao tốc. Vì vậy, chúng tôi đã đưa KN ra vùng đồi núi với hy vọng thay đổi chút không khí cũng như làm khó mẫu xe sang này đôi chút. Với đoạn đường xấu, sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh chủ động với ly hợp đa đĩa của Porsche, hệ thống này đã giúp mẫu KN vượt qua những quãng đường khá dễ dàng. Đây là một mẫu xe hạng sang nên việc đưa ra những bài test nhẹ nhàng có lẽ là một sai lầm đối với những người làm chương trình. Đáng lẽ chúng tôi không nên xem nhẹ khả năng cũng như đánh giá mẫu Porsche này qua sự bóng bẩy bề ngoài. Và để kết thúc chương trình, chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn thông tin về bảo trì và bảo hành của mẫu KN này. Porsche KN được bảo hành 4 năm theo tiêu chuẩn của Porsche và được miễn phí bảo trì 4 năm đầu tiên, trị giá đến 200 triệu Việt Nam đồng. Mọi thông tin quý vị có thể tìm hiểu tại website của Porsche hoặc đến showroom gần nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bài trải nghiệm mẫu xe tiếp theo.